Bệnh dịch không chỉ quyết định số phận của một cá nhân mà đôi khi còn quyết định vận mệnh của cả một triều đại. Xuyên suốt lịch sử nhân loại, những trận đại dịch đã cho thấy sức tàn phá khủng khiếp. Hơn 370 năm trước, vào những năm cuối cùng của nhà Minh, tại Bắc Kinh xảy ra một trận đại dịch. Nó không chỉ thảm khốc mà còn vô cùng kỳ lạ, liên quan đến cuộc đánh chiếm Bắc Kinh của Lý Tự Thành, cuộc xâm chiếm Đại Minh của triều Mãn Thanh và việc hoàng đế Sùng Trinh treo cổ tại Cảnh Sơn. Đại dịch ở Bắc Kinh khiến nhà Minh sụp đổ, tình cờ hay thiên ý? Vào ngày mùng 1 năm Sùng Trinh thứ 17, Lý Tự Thành đã thiết lập đội quân Đại Thuận tại Tây Kinh, nay là Tây An. Ngày 10 tháng 3, Lý Tự Thành chỉ huy đội quân hành quân về phía đông, vượt sông Hoàng Hà từ Ngô Môn đến Sơn Tây. Đội quân Đại Thuận tốc chiến tốc thắng, nhiều nơi chỉ nghe thanh thế đã xin hàng. Vào ngày 25, nội thành sụp đổ, hoàng đế Sùng Trinh treo cổ tự tử ở Cảnh Sơn. Cuộc tiến quân giành lấy thiên hạ của Lý Tự Thành diễn ra thuận lợi, vượt quá dự liệu của mọi người. Sau đó, Lý Tự Thành tiến quân về phía đông đến Sơn Hải Quan. Ngô Tam Quế đã thỉnh cầu người Mãn Thanh. Đội quân Đại Thuận bị quân Thanh công phá, chạy trốn tán loạn, Giang Sơn lại đổi chủ. Những điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Thứ nhất, phiến quân của Lý Tự Thành không có một khởi đầu thuận lợi, nhưng đột nhiên lại thuận lợi. Đối chiếu với một dữ liệu lịch sử khác cho thấy, dịch bệnh đã khiến điều đó xảy ra. Tháng 4 năm 1644, khi Lý Tự Thành bao vây Bắc Kinh về cơ bản đã bị đại dịch quét sạch, không còn sức phản kháng. Sự kiện lịch sử này cũng được thể hiện trong bộ phim Đại Minh Kiếp công chiếu tại Trung Quốc năm 2013. Thứ hai, dịch hạch lúc bấy giờ không lây nhiễm cho phiến quân của Lý Tự Thành. Trận đại dịch năm đó là một bệnh dịch hạch hỗn hợp giữa nhiều loại dịch hạch như dịch hạch viêm phổi, dịch hạch nhiễm trùng máu. Cấp độ nguy hiểm của nó trong điều kiện y tế thời đó có thể còn cao hơn cả dịch viêm phổi Vũ Hán trong điều kiện y tế thời nay. Trong cuốn Minh Quý Bắc Lược chép rằng, Tào Lương Trực, một đại quan, khi đang ngồi đối diện với khách uống trà, vừa cầm tách trà lên, cúi xuống mời khách, còn chưa ngồi dậy thì đã chết ngay tại chỗ. Lương Hy Lai thuộc bộ binh vội vàng trở về nhà sau khi từ biệt khách, vừa bước vào nhà thì đã chết. Võ tướng Tiền Tấn Minh đang nói chuyện với khách, chưa dứt lời thì chết ngay lập tức. Một lúc sau, vợ và người hầu của ông liên tiếp lăn ra chết, tổng cộng 15 người. Qua những sự thật lịch sử và các lý thuyết khoa học ngày nay đã xác nhận rằng dịch hạch truyền nhiễm qua người. Thời gian ủ bệnh của dịch hạch thể huyết từ 2 đến 8 ngày và thời gian ủ bệnh của dịch hạch thể phổi từ 3 đến 5 ngày, đôi khi chỉ cần vài giờ. Tuy nhiên, phiến quân của Lý Tự Thành sau 31 ngày vẫn đánh nhau ác liệt với quân của Ngô Tam Quế tại Sơn Hải Quan. Có tài liệu lịch sử của nhà Thanh cho biết tàn quân của Lý Tự Thành đi đến đâu sẽ mang theo ôn dịch đến đó. Sự thật là, quân đội nhà Thanh truy đuổi tới đâu sẽ phát hiện nơi đó dịch bệnh vẫn còn lưu lại tàn dư. Thứ ba, dịch bệnh không lây nhiễm cho quân đội nhà Thanh. Để giải thích cho hiện tượng quân Thanh không bị nhiễm dịch hạch, một số học giả đã đưa ra thuyết chiến mã kháng dịch, nói rằng quân Thanh chủ yếu là kỵ binh, mùi trên cơ thể ngựa chiến có thể xua đuổi bọ chét, vì vậy quân Thanh không mắc dịch hạch. Tuy nhiên, quân Thanh cũng có bộ binh, nhưng vì sao bộ binh của quân Thanh cũng không nhiễm bệnh? Còn quân đội nhà Minh cũng có kỵ binh, nhưng sức chiến đấu của họ suy giảm mạnh bởi dịch bệnh. Hơn nữa, từ tình trạng dịch bệnh được ghi lại trong các tài liệu lịch sử, lúc đó không phải chỉ đang lây lan dịch bệnh, mà là lây lan sự chết chóc, hoàn toàn không cần đến bọ chét. Khi gặp gỡ nói chuyện, chạm vào vết thương, đồ vật, hàng hóa, v.v., vi khuẩn đều có thể truyền từ người sang người. Thứ tư, trong số quân đội nhà Minh bấy giờ, chỉ có quân đội thiết kỵ Quang Ninh của Ngô Tam Quế là có thể đương đầu dũng mãnh với 20 vạn quân của Lý Tự Thành, chứng tỏ họ cũng không bị nhiễm bệnh. Tình trạng dịch bệnh lúc đó nơi kinh đô là tồi tệ nhất, trên toàn quốc đều không cấm đi lại. Ngô Tam Quế trấn thủ tại Ninh Viễn, quân binh được bổ sung đều đến từ thành Bắc Kinh. Tuy nhiên, dịch hạch nghiêm trọng hết lần này tới lần khác lướt qua đội quân thiết kỵ Quang Ninh như là không quan tâm đến họ. Chi tiết lịch sử này tiết lộ cho chúng ta điều gì? Nhìn lại sự kiện lịch sử,
Quân Thiết Kỵ Quang Ninh là đội quân do Viên Sùng Hoáng xây dựng vào cuối triều đại nhà Minh. Năm Thiên Khởi thứ 6, Viên Sùng Hoáng cùng hơn 10.000 người bảo vệ thành trống, đẩy lùi 130.000 người của Nỗ Nhĩ Cáp Xích trong 4 ngày, đảo ngược thế suy tàn của nhà Minh. Nhưng Viên Sùng Hoáng đã bị chính triều đình nhà Minh bức hại đến chết. Viên Sùng Hoáng đã bị hoàng đế Sùng Trinh bắt giam, ngụy tạo tội danh phản lại triều đình, cấu kết với Mạn Thanh, khép ông vào hình phạt nặng nhất, lăng trì Tùng Xẻo. Lịch sử ghi lại rằng, trước màn tra tấn thảm khốc, người dân bị triều đình lừa dối không chỉ mắng nhiếc Viên Sùng Hoáng như một tội đồ phản bội, mà còn tranh giành lấy thịt của ông. Viên Sùng Hoáng bị tra tấn 3 ngày sau mới chết, người dân lại tranh nhau cướp nội tạng, bầm nát để giải hận. Đây là cảnh tượng thê thảm chưa từng có. 30.000 quân Thiết Kỵ Quang Ninh của Viên Sùng Hoáng sau đó được chia ra, một phần rơi vào tay Ngô Tam Quế. Sau khi Viên Sùng Hoáng bị hãm hại, Tổ Đại Thọ đã dẫn một phần Thiết Kỵ Quang Ninh rút lui về Ninh Viễn, Sơn Hải Quan, tự bảo tồn, chống lại lệnh hoàng đế, mong muốn chuộc tội cho Viên Sùng Hoáng. Dù không cứu được Viên Sùng Hoáng, dùng dằn giữa Đại Minh và Mạn Thanh, nhưng quân đội của ông cuối cùng cũng được an lành. Tình cờ hay thiên ý? Nhìn lại lịch sử nhà Minh có hai đặc điểm chính. Thứ nhất là có nhiều bệnh dịch, đặc biệt là trong thời kỳ sau. Theo thống kê, trong suốt 277 năm thống trị của nhà Minh, có ít nhất 168 năm xảy ra dịch bệnh và có hơn 330 lần dịch bệnh xảy ra tại các khu vực khác nhau. Thứ hai là nhà Minh có nhiều án oan. Thời đó, quan lại thậm chí không cần phải có tội, chỉ cần một câu của hoàng đế đã có thể đánh đập đại thần, thậm chí đánh tới mức chết người. Nhà Minh còn thiết lập nên hình phạt lăng trì tàn ác. Án oan là một trong những nguyên nhân sâu xa của bệnh dịch và các thảm họa tự nhiên khác. Trước đây, khi gặp thiên tai bệnh dịch, triều thần thường can gián hoàng đế lật lại các vụ án oan nhằm hóa giải thảm họa. Vậy nên, dịch bệnh lớn nhất vào cuối thời nhà Minh chắc chắn tương ứng với sự bất công lớn nhất, đó là án oan của Viên Sùng Hoáng. Đại quân Mạn Thanh, phiến quân của Lý Tự Thành, quân Thiết Kỵ Quang Ninh của Ngô Tam Quế và Tổ Đại Thọ đều không bị nhiễm bệnh, và căn nguyên việc Đại Minh bị trời diệt đều vì một lý do đơn giản: Viên Sùng Hoáng. Đại dịch diệt Đại Minh, vì vậy có thể nói là thiên ý. Nhật nguyệt tuần hoàn, lịch sử tái diễn. Khi đối diện với đại kiếp, có thể lấy lịch sử làm tấm gương soi lại mình.